Mình về nhà đi. Em đang còn nói à? Em đuổi người rừng đi đâu? Em về thì về trước đi. Mày về trước đi. Tao với anh Tippy đi tìm người rừng. Anh ơi, đầu kia có khói. Khói đâu em? Đằng kia kia anh. Ồ, đi kiếm người rừng, mau mau. Ồ, có chút tích của con vịt. Ôi, người rừng ở đây vừa ăn vịt xong đúng không? Đúng rồi anh à, có cái đầu con vịt này. Trời ơi, mình đến muộn rồi. Người rừng ơi! Người rừng! Người rừng ơi! Người rừng! Em đâu rồi? Người rừng ơi! Sao anh Toàn để lạc mất người rừng vậy?